con Khỉ Đồ thưa quý vị. À, tiếng Việt mình dịch ra là Khỉ Đồ nhưng mà nó tên là Gorilla thưa quý vị gọi là tâm tiếng Anh là một con khỉ được cho là già nhất thế giới thưa quý vị 65 tuổi luôn. Và quý vị cũng thấy trong cái hình là có cái bánh sinh nhật uh, trong đó là trái cây đó thưa quý vị, blueberry với lại là, là là cái gì raspberry thưa quý vị. Đó quý vị thấy trong cái hình đó với tạo thành chữ 65 cho con khỉ và con khỉ rất là thích ăn như vậy. Thì cái con khỉ này tên là Fatu, đó là một con khỉ ở sở thú của Berlin thưa quý vị. Và họ đang những người trong sở thú họ đã làm kỷ niệm ngày sinh nhật 65. Mỗi năm họ đều làm sinh nhật cho cái con khỉ này hết. Fatu này hết. À, mấy năm trước là 61, 62 đều là làm bánh sinh nhật và năm nay là 65 rất là lớn. Tự vì đây là một cái con khỉ trở thành Guinness thế giới đó là con khỉ già nhất thưa quý vị thì trở về cái quá khứ của con khỉ này khi mà đi vô sở thú Berkley là con khỉ cái này nó chỉ có 2 tuổi mà thôi. Vào năm 1959 thì một cái con khỉ này đã được mua ở tại quán rượu Maxwellle của Pháp và sau đó vận chuyển khắp châu Âu và cuối cùng là tới sở thú của Đức và lúc mà tới thì chỉ có 2 tuổi đầu mà thôi vào năm 2019 thì Fatu cũng đã được vô kỷ lục Guinness thế giới là khỉ đột sống lâu nhất và có một cái con khỉ trước đó thì cũng đã qua đời rồi nhưng thành cuối cùng là Fatu trở thành một cái con khỉ rất là già nhất thế giới thưa quý vị và cái với cái điều kiện tốt theo người ta nói thì những cái con khỉ này nó sống được cho tới 50 năm Nhưng cái con khỉ này nó sống rất là lâu cho tới 65 60... Mà quý vị cứ hình dung được khi nó vô cái sở thú này nó chỉ có 2 tuổi mà thôi Mà sống thọ cho tới bây giờ là 65 tuổi Sống oh còn hơn con người nhưng mà một số yeah. người cũng không sống đến cái, cái tuổi đó Nhưng mà thật sự là hiện nay thì số, cái số tuổi thọ con người đã, đã tăng lên dần dần theo năm tháng yeah. Và uh, nó quay vấn đề về cái con khỉ đột này thưa quý vị Nó... Uh, đó là không phải khí đột mà nó gọi là gorilla gorilla dạ yeah, nó tiếng anh á Ờ khí đột nó khác nó giống như là loài tinh tinh nhưng mà cái con này mình ch chúng ta hay nói chung với nhau tại vì một số một số cái quý vị ra là sao nó giống giống nhau nó giống như là em cũng không biết tiếng việt tiếng việt như mà cái... là thôi em chỉ yeah. biết nó giống như khi đột vậy thôi nhưng mà nó bự to hơn những cái con khỉ tinh nó tinh thưa quý vị tinh yeah. tinh nó khác khi đột nó khác Đúng rồi. thì những cái con này là đặc biệt là những cái con đực á những cái con đực á những ừ. cái con mà to đầu đàn á thì nó có một cái tấm lưng cái tấm lưng của nó nó đô con nó bự vậy này thưa quý vị mà nó bạc cái trơn cái con càng bạc là cái con đó càng là đầu đàn và thì, nó thì thái giả dạ, có giống thưa quý vị. giống giống luôn quý vị <laughs> uh, và khi mà đến đến mấy cái vườn thú thì rất là nhiều người người ta cũng mong chờ được thấy những cái con gorilla này tại vì, lớn vì nó là một cái con rất là lớn và đặc biệt ở tất cả các vườn thú hầu như là tất cả các em nào mà đến những cái vườn thú người tất cả các trẻ em cũng như phụ huynh đều rất là thích xem cái con khỉ bộ đột nhiều nhất ừ. còn thứ nhì đó là cái con mà, mà polar polar bear cái con gấu bắc cực á dạ dạ là đó hai đó. cái con đó nhiều người người ta thích coi lắm, hoặc là penguin thưa quý vị Mà đừng có đụng tới nha quý vị dạ vâng <laughs>